Kính chào quý khán giả đang đến với chương trình Tin nóng 24 giờ được phát sóng trên kênh Đồng Nai 1 Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai vào lúc 19 giờ 45 đến 20 giờ hàng ngày và phát lại trên kênh Đồng Nai 2, Đồng Nai 3. Yến Nhung và Thanh Lâm rất vui được chia sẻ thông tin cùng quý vị trong chương trình ngày hôm nay, Tin nóng 24 giờ, thứ hai ngày 27 tháng 3 năm 2023. Chương trình sẽ có một số thông tin nổi bật sau đây. Nhiều tài xế không biết không nhường đường cho người đi bộ tại làn ưu tiên là phạm luật. Hậu quả đáng thương tâm từ việc xe máy phóng nhanh vượt ẩu. Cần tỉnh táo trước quảng cáo thổi phồng thực phẩm chức năng. Thưa quý vị, liên quan đến vụ việc nữ sinh cấp 2 bị bạn học đánh hội đồng xảy ra tại Bình Phước, hôm nay đại diện lãnh đạo Phòng Giáo dục Đào tạo thị xã Phước Long cho biết, cơ quan công an đang mời một số em học sinh cùng phụ huynh lên làm việc liên quan đến việc một em nữ sinh trung học cơ sở bị đánh hội đồng. Trước đó xuất hiện clip dài 2 phút 33 giây trên mạng xã hội ghi lại cảnh một nhóm nữ sinh khoảng gần 10 người đứng tại một bãi cỏ ngay công viên. Một nữ sinh mặc áo thun xanh khoanh tay đứng và nói lời xin lỗi. Ngay sau đó một số nữ sinh đã lao vào liên tục giật tóc, dùng tay chân, nón bảo hiểm đánh liên tiếp vào vùng đầu, mặt và người của nữ sinh này. Nữ sinh chỉ biết chịu trận đến khi té ngã xuống bãi cỏ vẫn liên tục nói lời xin lỗi và cầu xin nhóm nữ sinh kia. Tuy nhiên bỏ qua lời cầu xin, nhóm này vẫn tiếp tục lao vào đánh hội đồng. Mặc dù clip sau đó đã được gỡ bỏ nhưng đã được nhiều người tải về, sau đó chia sẻ bằng nhiều hình thức khác. Đại diện lãnh đạo Phòng Giáo dục Đào tạo thị xã Phước Long xác nhận vụ việc xảy ra trên địa bàn. Theo lãnh đạo Phòng Giáo dục Đào tạo thị xã Phước Long, sự việc xảy ra sau giờ học vào buổi chiều ngày thứ Sáu 24 tháng 3 tại một công viên trên địa bàn thị xã Phước Long. Em nữ sinh bị đánh hội đồng được xác định là học sinh trường trung học cơ sở Phước Bình, thị xã Phước Long. Một số em học sinh xuất hiện trong clip cũng là học sinh của trường này. Đại diện Phòng Giáo dục Đào tạo thị xã Phước Long cho biết hiện công an địa phương đã mời một số em nữ sinh có liên quan cùng phụ huynh lên làm tường trình để xác minh, làm rõ vụ việc. Vâng thưa quý vị, hôm nay một đoạn clip ghi cảnh cướp xe táo tợn tại chân tòa nhà B6, khu chung cư Green Star, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, được đăng tải trên mạng xã hội thu hút sự quan tâm chú ý của dư luận. Bởi đối tượng gây án đã vô cùng liều lĩnh khi thực hiện hành vi cướp giật sát ngay trụ sở Bộ Công an. Theo đó, vào tối ngày 4 tháng 3 vừa qua, hai đối tượng đi xe máy rảo quanh khu để xe của người dân. Sau đó một người bước xuống và ngang nhiên đi lại khu vực các xe đang đậu. Lúc này có hai người đang ngồi chờ phía trước nhưng không hề chú ý đến hành động của nam thanh niên này, nên hắn ta thoải mái dắt chiếc SH đi ra rồi nổ máy bỏ chạy. Chủ chiếc xe sau khi phát hiện thì đã hô hoán nhờ trợ giúp, tra xét lại camera an ninh. Hiện cơ quan chức năng đã vào cuộc để truy tìm hai đối tượng này. Hôm nay một tài xế xe ô tô đã đăng lên mạng xã hội clip camera hành trình của mình ghi lại cảnh ba du khách nước ngoài bối rối khi không thể qua đường dù đã đi vào làn gạch ngang dành riêng cho người đi bộ. Đoạn clip cho thấy một số người dân tham gia lưu thông trên đường nhưng vẫn không nắm được luật giao thông và ý thức nhường đường khi đến đoạn ưu tiên. Sự việc xảy ra vào chiều qua trên đoạn đường Võ Văn Kiệt, thành phố Hồ Chí Minh, nhóm ba du khách đứng chờ ngang làn đường kẻ ngang dành cho người đi bộ để băng qua đường. Người tài xế ô tô đã chủ động dừng xe để nhường đường và nhận được cái vẫy tay cảm ơn từ ba người này. Thế nhưng qua được một nửa đoạn đường thì cả ba đã không khỏi lúng túng, lẫn hoảng sợ vì hàng loạt xe máy lẫn xe ô tô chạy tới, không hề giảm tốc độ. Sau khi tránh né, tiến lùi một lúc, cả ba mới an toàn sang được đường. Việc dừng xe nhường đường cho người đi bộ khi đến làn đường ưu tiên dường như vẫn còn khá xa lạ với nhiều người khi tham gia giao thông, dù đây là quy định. Theo Nghị định 100, hành vi này sẽ bị xử phạt từ 200 đến 400 ngàn đồng. Bên cạnh đó còn làm xấu đi hình ảnh văn hóa giao thông của người Việt với bạn bè quốc tế. Với thú vị như chúng tôi, nhiều lần cảnh giác về tình trạng phóng nhanh vượt ẩu dẫn đến nhiều vụ tai nạn đáng tiếc. Hậu quả có lẽ ai cũng biết, nhưng vì chủ quan mà nhiều tài xế lại đánh cược sinh mạng của mình với tự thân. Những trường hợp ghi nhận sau đây khiến người xem không khỏi giật mình thoát tim vì cách lái xe quá nguy hiểm của một số người dân.
Sự việc xảy ra vào chiều qua, đoạn clip camera hành trình ghi lại trên cung đường vắng. Khi xe ô tô chạy đến một khúc cua thì có hai thanh niên điều khiển xe máy vượt lên trên. Vì đường khá hẹp nên xe máy đã chạy hẳn sang làn đường bên kia, còn với tốc độ cao. Lúc này hướng ngược lại có xe ô tô đi đến, vì khuất ngay góc cua nên tài xế xe máy đã không xử lý kịp và tai nạn giao thông đã xảy ra. Còn đây là tình huống xảy ra tại một khu chợ ở huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng. Chiếc xe tải đang lưu thông trên đường và khi đến một con hẻm, một chiếc xe tải khác trông thấy đã chủ động dừng lại nhường đường. Thế nhưng người tài xế xe máy cũng đi từ hẻm ra lại không chú ý quan sát, cũng không giảm tốc độ và lao thẳng vào ngang hông xe tải. Cú tông khá mạnh khiến nam thanh niên ngã xuống đường. Một vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và xe cứu thương vừa xảy ra tại An Giang cũng cho thấy sự nguy hiểm của việc phóng nhanh vượt ẩu. Dù rằng trên đoạn đường rộng và vắng khi nói đến giao nhau, mặc dù đèn tín hiệu giao thông bật xanh, nhưng người phụ nữ điều khiển xe máy băng qua đường không hề giảm tốc độ, cũng không chú ý quan sát. Phần đường bên này xe cứu thương mở tín hiệu cấp cứu đang chạy với tốc độ cao và tông thẳng vào xe máy. Cú va chạm khiến người phụ nữ lao thẳng vào lề, tử vong tại chỗ. Trưa nay, một vụ tai nạn giao thông khá nghiêm trọng xảy ra trên đường DT741, đoạn qua khu phố Tân Trà, phường Tân Xuân, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, giữa xe tải bồn và xe máy khiến hai người bị thương nặng. Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ trưa nay, xe tải bồn biển số 93H02257 lưu thông trên đường DT741, hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi thành phố Đồng Xoài, đến đoạn ngã ba giao nhau với đường Nguyễn Huệ, thuộc khu phố Tân Trà, phường Tân Xuân. Xe tải bồn rẽ phải vào đường Nguyễn Huệ thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe máy biển số 50Y1-66086 do hai người đàn ông khoảng 30 tuổi điều khiển chở nhau, lưu thông cùng chiều. Cú va chạm khiến chiếc xe máy cùng hai người trên xe máy ngã xuống đường. Chiếc xe máy tiếp tục bị xe tải bồn kéo lê nhiều mét dưới gầm xe mới chịu dừng lại. Vụ tai nạn khiến hai người đàn ông đi xe máy bị thương, được đưa đi cấp cứu sau đó. Chiếc xe máy bị hư hỏng nặng, nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng làm rõ. Thú vị, như tin nóng 24 giờ đã phát sóng về quảng cáo thực phẩm chức năng được thổi phồng công dụng, sử dụng hình ảnh của các bác sĩ đã nghỉ hưu với đơn vị công tác không chính xác, gây hiểu lầm cho người dùng. Trong đó, chương trình có đề cập đến một đại tá quân y Phạm Hòa Lan. Vậy vị đại tá này là nạn nhân hay có trách nhiệm gì trong những quảng cáo thực phẩm chức năng được đăng tải trên mạng xã hội? Mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự dưới đây. À, vâng, tôi muốn xin hỏi, tôi hiện nay bị đau cổ với vai gáy với lưng ấy. Thì anh tư vấn giúp cho tôi cái điều trị hoặc là như thế nào. Tôi muốn xin gặp bác sĩ Phạm Hòa Lan ạ. Thuê bao quý khách vừa gọi, tạm thời không liên lạc được. Những website giả mạo này ngay lập tức đã chặn các số điện thoại gọi đến và thay hình ảnh các bác sĩ khác sau khi truyền hình thông tấn phát sóng. Trước đó, nhiều trang mạng xã hội đã quảng cáo sử dụng hình ảnh của đại tá quân y Phạm Hòa Lan với chức danh là nguyên phó giám đốc bệnh viện quân y 103 với kinh nghiệm chữa các bệnh cơ xương khớp, tiểu đường, khỏi hẳn sau một liệu trình thuốc kèm theo số điện thoại để tư vấn. Họ tự xưng họ là Phạm Hòa Lan nhưng thực sự là không phải tôi. Tôi rất là bức xúc và tôi đấy. Thứ nhất là tôi chia sẻ đầu tiên với gia đình, rồi tôi chia sẻ với bạn bè, rồi đồng nghiệp, và rất nhiều bạn bè đồng nghiệp thì cũng có lời khuyên tôi là nên để mà kiện, nên để mà làm rõ sự việc này để tránh tình trạng là mất uy tín của cá nhân. Ông Lan cũng khẳng định chỉ nhận lời giới thiệu cho các sản phẩm được cấp phép và nói theo hợp đồng đã ký. Thế nhưng trả lời câu hỏi tại sao ông không kiện khi biết hình ảnh bản thân bị lợi dụng quảng cáo không đúng sự thật, ông Lan cho biết. Thực sự là tôi cũng chưa làm được điều đấy, mà tôi chỉ mới báo cho đơn vị, đồng thời là cũng báo cho cái cơ sở mà mình hỗ trợ giúp người ta tư vấn để điều chỉnh lại, chứ còn tôi chưa có điều kiện, cũng chưa có cái thông tin, cũng chưa có địa chỉ để mà liên hệ với cái cơ quan mà giúp mình trong vấn đề kia, cho nên tôi rất lấn bấn trong ngày đó. Việc những nhân viên y tế bị lạm dụng hình ảnh quảng cáo không khiếu kiện đã gây khó cho các cơ quan quản lý trong việc xử lý, bởi có hàng nghìn quảng cáo thực phẩm chức năng trên các nền tảng mạng xã hội mỗi ngày.
tôi cũng đã làm việc với Facebook và một số các cái trang mạng xã hội để yêu cầu những cái Facebook và các cái trang mạng xã hội đó phải có trách nhiệm trong cái vấn đề kiểm duyệt các cái quảng cáo đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe, và bất kể khi nào mà chúng tôi chuyển thông tin sang thì họ phải có trách nhiệm tháo gỡ các cái thông tin đó. Thì với cái sự xử phạt như vậy là xử phạt hành chính, ngoài ra trong theo quy định của pháp luật thì chúng tôi cũng có các cái hình thức phạt bổ sung, ví dụ như là thu hồi giấy. Cục An toàn Thực phẩm cũng cho biết việc xử lý cũng rất khó khăn vì nhiều trang web giả hay mạng xã hội sử dụng máy chủ đặt ở nước ngoài đăng ký ẩn danh. Vì vậy, người dân cần tỉnh táo khi lựa chọn các loại thực phẩm chức năng trước những lời quảng cáo thổi phồng như thần dược, tránh tiền mất tật mang. Gần đây trên không gian mạng xuất hiện một phương thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản rất tinh vi, sử dụng công nghệ Deepfake là công nghệ ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI, tạo ra các sản phẩm công nghệ âm thanh, hình ảnh và video làm giả đối tượng ngoài đời thực với độ chính xác rất cao. Thực hiện cuộc gọi video để giả làm người thân vay tiền, giả làm con gái đang du học nước ngoài, gọi điện cho bố mẹ nhờ chuyển tiền, đóng học phí, hay có thể giả tạo ra những tình huống khẩn cấp như người thân bị tai nạn, cần tiền, cấp cứu, v.v. Để thực hiện được hình thức lừa đảo này, các đối tượng tìm kiếm thu thập thông tin cá nhân, hình ảnh, video có giọng nói được đăng tải công khai trên các tài khoản mạng xã hội, rồi sử dụng công nghệ Deepfake để tạo sẵn những video rất khó phân biệt thật giả, có hình ảnh giọng nói của cá nhân đó để phục vụ cho kịch bản lừa đảo. Đặc điểm chung của những cuộc gọi video như vậy thường có âm thanh, hình ảnh không rõ nét, tín hiệu chập chờn, giống như cuộc gọi video trong khu vực phủ sóng di động hoặc Wi-Fi yếu để nạn nhân khó phân biệt thật giả. Nếu nạn nhân cẩn thận gọi video để kiểm tra thì chúng sẽ không nhận cuộc gọi hoặc sử dụng phần mềm cắt ghép hình ảnh, video để đánh lừa. Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác khi nhận bất kỳ tin nhắn, cuộc gọi video với nội dung vay mượn tiền qua các ứng dụng mạng xã hội. Cần bình tĩnh, sau đó gọi điện thoại trực tiếp cho người thân để xác minh, không gọi qua các ứng dụng như Zalo, Messenger, Viber, Telegram. Trường hợp nghi vấn đối tượng giả mạo người thân trên mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xử lý kịp thời. Ống kính của phóng viên chương trình vừa ghi lại cho thấy một nam thanh niên chạy xe mô tô biển kiểm soát 67F1-33943 chở theo hai người ngồi phía sau không đội mũ bảo hiểm. Điều đáng nói là cả hai đều là đoàn viên thanh niên. Tháng thanh niên rất nhiều việc làm đẹp ý nghĩa của thanh niên, nhưng hành động trên vô tình làm xấu đi hình ảnh của lực lượng đoàn viên thanh niên. Sự việc xảy ra trên tuyến đường Huỳnh Văn Nghệ, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Nam thanh niên chạy với vận tốc khá cao, tuy lượng xe trên đường khá đông nhưng người này vẫn liên tục chuyển làn, vượt nhiều xe trên đường gây mất an toàn, dễ gây tai nạn cho ba người trên xe và những phương tiện lưu thông khác. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Tin Nóng 24 giờ, chương trình do Phòng Thời sự Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai thực hiện. Chân thành cảm ơn sự quan tâm của quý khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Tin Nóng 24 giờ ngày mai, 19:45 trên kênh Đồng Nai 1, Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai. Nếu có bất kỳ thông tin và hình ảnh gì cần chia sẻ liên quan đến các lĩnh vực đời sống, an toàn giao thông, an ninh trật tự v.v., quý vị và các bạn có thể gửi mail về cho chương trình theo địa chỉ tinnongdongnai@gmail.com. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.